Xin chào anh chị ạ, hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh một thanh niên dương lịch ngày 16 tháng 12 năm 2002, âm lịch ngày 13 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, sinh vào giờ Sửu, tức là khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, năm Xem 2023, năm Quý Mão, 22 tuổi, đang nằm trong đại vận ở cung huynh đệ từ 14 tới 23 tuổi. Đại vận này Tử, Phủ, Vũ, Tướng, nhưng mà có địa không, có Đà La, có Hóa Kỵ, có Linh Tinh, như vậy là bất lợi. Nhiều chuyện bất lợi, nhiều chuyện không như liên quan đến anh chị em và bản thân đương số. Tiếp theo, Nhâm Ngọ tuổi Dương, dương nữ, mệnh đóng tại cung Hợi là cung âm, như vậy âm dương thuận lý. Cũng may mà được âm dương thuận lý, thế nên là đường công danh tài lộc nó có gọi là tạm ổn anh chị nhé. Thực ra bản chất của lá số này không xấu, chỉ có điều là đường đi các đại vận thì nó không tốt, thế nên là đối với lá số này tổng quan chung là ổn. Nếu mà làm về liên quan đến học thuật, liên quan đến chuyên môn thì nó sẽ tốt hơn cho lá số này. Còn chuyên môn gì thì chúng ta sẽ bàn sau. Rồi mệnh mộc, cục kim, cung thiên di là cự môn, là xương, là khúc, là thiên việt, là sinh mộ vượng. Như vậy là ra ngoài có quý nhân tương trợ trợ giúp, nhưng mà vì có cự môn thế nên là cũng hay vướng vào thị phi. Và đặc biệt mệnh lại có Thái Dương, nó chủ về thẳng tính, nó chủ về ăn ngay nói thẳng, không sợ mất lòng người khác. Thêm nữa là giáp địa không, địa kiếp, giáp gì kình dương, Đà La và Hóa Kỵ, thế nên là chuyện thị phi là không tránh khỏi khi đi ra ngoài cũng như là trong cuộc đời này. Anh em mà càng thân thì càng thị phi càng nhiều, thế nên là chuyện kết hợp liên quan đến anh em là nó sẽ rất khó kết hợp. Lá số này là gì? Khác cha là một, khác anh chị em là hai. Chồng thì không khác, nhưng mà nhiều cái sự biến động liên quan đến tình duyên, liên quan đến đào hoa, nó không được bền vững cho lắm. Xấu thì nó không có gì xấu cả, nhưng mà nó cũng có một chút động. Tiếp theo, thân cư Phúc Đức, làm gì thì làm cũng hay nghĩ đến chuyện tâm linh, chuyện gia đình, chuyện dòng họ, thích kết nối anh chị em, những người trong dòng họ đó là tổ hợp. Thân cư Phúc Đức có Thiên Cơ, có Long Đức, có Đế Vượng, giáp Tả, Phù, Hữu Bật, giáp Bát Tọa, giáp Tam Thai. Rồi đấy, thân cư Phúc Đức một mẫu người sau này cũng khá là tâm linh ấy. Đi vào cung mệnh, mệnh là có Thái Dương, thêm nữa có Song Lộc, có Tướng Quân, Thiên Hình, Quốc Ấn, có Thiên Khôi, Thiên Việt. Như vậy thường thường là con gái trưởng. Cái thứ hai là nữ nhân nam tính. Cái thứ ba, bé thì hợp cha nhưng mà càng lớn lên nó lại càng xung khắc. Lý do là Thái Dương, hình ảnh của ông, của cha. Cung phụ mẫu lại ở cung Dương, có phá quân, có địa kiếp, có hỏa tinh, có kình dương, có khốc hư, có linh tinh, thế nên tượng là xung khắc cha khá nặng. Thêm nữa cung huynh đệ có địa không, Đà La, Hóa Kỵ thì xung khắc cả cha mẹ lẫn anh em. Đấy là đối với lá số này. Thái Dương thì nó chủ về quan lộc, Thái Dương nó chủ về gì? Nóng tính, nó chủ về nhiệt tình, nó chủ về quang minh lỗi lạc, nó chủ về phóng khoáng, hào sảng, bao dung, độ lượng, thẳng thắn là sao Thái Lương. Hay thích ăn nói, thích phản biện, thích đối đáp cũng là sao Thái Dương, không sợ mất lòng người khác cũng là sao Thái Dương. Nóng tính một chút, nhiệt tình một chút, rực lửa một chút cũng là sao Thái Dương. Nhưng với cái tổ hợp mà Thái Dương cư Hợi như thế này, Thái Dương cư ở cái cung thủy, thế nên làm việc gì thì làm, nên làm chắc chắn, không nên bộc phát thì nó sẽ tốt hơn. Đó là hình ảnh của Thái Dương, hình ảnh của người ông, của người cha, của người chồng. Mà Dương hãm địa thì nó khá bất lợi liên quan đến tình duyên. Tại vì bản thân người nữ thì Thái Dương sẽ đại diện cho cha chồng và con trai. Khi mà Thái Dương hãm, đặc biệt là cung phụ mẫu như thế này, thì thường là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ khắc cha, cái thứ hai cung tử tức có sát đi với tang hổ cô quả thì đến khắc con trai khá là nhiều. Còn cung chồng thì không khắc quá nặng, nhưng mà cũng có một chút lục độc. Ông chồng này khá là đào hoa, khá là phong lưu. Đó là mệnh Thái Dương. Ngành nghề hợp với sao Thái Dương thì gồm những ngành nghề như sau. Thái Dương ngũ hành là thuộc hỏa, hợp những ngành nghề liên quan điện, nhiệt, lửa, ánh sáng, năng lượng, truyền hình, máy tính, liên quan đến nghiên cứu, liên quan đến giảng dạy, liên quan đến học vấn, liên quan đến trí tuệ, luật sư cũng được, là sao Thái Dương. Khi mà cung tài bạch có thiên hình, Dương mà đi với song lộc có hình ấn, cung hình ấn tướng, cung tài bạch có gì? Binh hình tướng ấn, hợp cũng rất hợp với những ngành nghề liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, công chức nhà nước cũng chính là sao Thái Dương. Liên quan đến xuất nhập khẩu đấy cũng chính là bộ âm dương. Thêm nữa mệnh cách này cũng rất cơ bản là sẽ hợp những ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy. Dương đi với khôi Việt, đi với thiên hình, tất các cách luật sự được. Có song lộc, tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đất đai, cái lá số này làm được, cũng điền trạch khá là sáng. Tử phủ đi với khoa quyền, đi với tả phù, hữu bật, nhưng vẫn có một chút rủi ro nhưng mà làm được. Tiếp theo có Lộc Tồn, có Hình, có Y, có Diêu, có bác sĩ thì làm về nghiên cứu về lĩnh vực y học là cũng được, làm bác sĩ mổ xẻ, bác sĩ Thái Dương, ngũ hành của nó thuộc Hỏa, bác sĩ chiếu, chủ, vân vân. Làm về bác sĩ tim mạch, huyết áp được. Đấy chính là hình ảnh của sao Thái Dương. Thái Dương thì dễ căng thẳng, áp lực thần kinh. Thái Dương thì dễ mắt kém, đây là sao Thái Dương. Lưu Hà nó chủ về ăn nói tốt. Lộc Tồn thì trọng hậu, đa y thực lộc. Mệnh của song lộc thì nói chung là phú quý. Phú quý, Thái Dương chủ về quý, thêm song lộc là phú quý, đầy đủ cả. Nhưng mà cái phú quý này nếu mà tham sân si quá thì nó sẽ không trọn vẹn. Lý do là các đại vận thực sự nó không đẹp tí nào. Đại vận nó không đẹp thì tí mời anh chị cùng phân tích sau. Nhưng cơ bản tổng quan lại tôi nhìn qua một vòng là đại vận nó không đẹp. Ví dụ như 14 đến 23 địa không Đà La Hóa Kỵ, 24 đến 33 Thiên Đồng đối với Xương Khúc, đối với Đào Hồng Hỷ. Vận này khôi Việt, vận này nó chủ về sự hưởng thụ, nó không thấy cái hiện tượng phát tài. Vận 34 đến 43 thì Thất Sát đi với Thiên Mã, Cô Quả đi Song Hao, Tang Hổ, bất lợi về danh, bất lợi về tài. Vận 44 thì có song lộc, rất đẹp về mặt tiền bạc, về mặt tài chính, về mặt đầu tư. Nhưng cái vận 44 nó lại gặp cái sao Thiên Không, dễ trắng tay. Tới cái vận 54 thì là gì? Liêm Tử Phủ, Vũ Tướng, Tả Hữu, Khoa Quyền, nhưng mà lại có Không Kiếp, Kình Đào, Hỏa Kỵ. Cơ bản là những cái vận quan trọng nhất của cuộc đời, ví dụ từ đầu 3 đến đầu 5 thì nó không đẹp. Thế nên tốt nhất là làm chuyên môn, làm nghiên cứu, làm học thuật thì nó sẽ tốt hơn. Chuyên môn những ngành nghề thuộc ngũ hành thuộc Hỏa hoặc là tài chính, kế toán, ngân hàng thì đó là đắc cách nhất đối với lá số này. Lưu Hà nó chủ về ăn nói tốt, cộng thêm với Thái Dương thì ăn nói trực tính, ăn nói thẳng tính, nhiều khi hay mất lòng người khác là sao Thái Dương. Kiếp sát thì làm ra làm, chơi ra chơi. Mệnh có kiếp sát, có thiên hình, có bác sĩ, làm nghề y, mổ xẻ các thứ là được. Đó tổ hợp cung mệnh của lá số này. Bệnh có Thái Dương thường là khác cha, khác chồng và khác con trai. Có sao bệnh thì bé là sức khỏe nó hơi yếu. Tiếp theo mời anh chị vào cung Quan Lộc đi. Quan Lộc gặp triệt thì phải thay đổi vài ba lần công việc. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai có Thái Âm. Thái Âm liên quan đến ăn uống, vui chơi, giải trí, làm đẹp. Đấy sao Thái Âm kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, những ngành nghề liên quan dịch vụ, bán hàng, tiếp tân, marketing vân vân. Đấy sao Thái Âm bất động sản, tài chính, kế toán, ngân hàng cũng là Thái Âm đi với song lộc. Lá số này là về tài chính, kế toán, ngân hàng, những ngành nghề liên quan đến tiền bạc, kim khí rất đắc cách. Đó là âm đi với song lộc. Mà âm đi với song lộc hội về cung quan làm về điền trạch cũng được. Đấy, thêm thiên khôi làm về nghiên cứu, làm về học hành đắc cách. Âm đi với đào hồng hỷ thì sau này sẽ làm những ngành nghề liên quan đến dịch vụ, liên quan làm đẹp. Ví dụ như đào hồng hỷ là gì? Thủ công mỹ nghệ, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, quần áo, vá may, cắt may, thêu thùa vân vân. Những ngành nghề liên quan đến dịch vụ và làm đẹp. Hoa cỏ cây hoa lá, ví dụ như là gì? Bán hoa hoặc là làm đồ trang sức vân vân. Đấy đào hồng hỷ. Thái phụ phong cáo đi với thiên khôi, có tướng quân quốc ấn, làm về giảng dạy được, làm về phát triển về bằng cấp, học thuật chuyên môn được. Đó là tổ cung quan lộc có thái âm, có thiên khôi, có song lộc, có thái phụ phong cáo, có hình, có ấn, có tướng, có đào hồng hỷ. Nói về cung quan lộc này rất hợp với lá số này, đó là mệnh mộc ăn vào sao thái âm. Đó, sau này sẽ hợp những ngành nghề liên quan đến dịch vụ và làm đẹp, tài chính, kế toán, ngân hàng, đất đai. Đấy chính là hình ảnh của sao thái âm. Dịch vụ ví dụ thái âm nó chủ về bà, nó chủ về mẹ, làm về chăm sóc các bé, rồi là chăm sóc các trẻ em, hộ lý, bà đỡ, y tá vân vân đều được cả. Đấy chính là sao thái âm. Thái âm thuộc thủy, thực là văn chương và có nguyệt hoa phong tình. Mệnh của thái dương thì khôn ngoan, thông minh, quang minh chính đại. Thái dương tính khí thực khôn, thanh kỳ bậc nhất, tư lương khác thường mà. Đấy, trọng danh dự, sĩ diện một chút, thích điều khiển một chút, thích nắm quyền một chút là sao thái dương. Nhưng vì thái dương lạc hãm, thế nên là gì làm gì thì làm, cứ bền, cứ chắc, cứ từ từ mà lên thì nó sẽ tốt hơn cho lá số này. Lợi về phát triển bằng cấp, học hành, chuyên môn. Thái dương đi với khôi Việt, hội thái phụ phong cáo, có hình tướng ấn, nó là như vậy. Tài bạch cung sao thiên lương. Thiên lương liên quan y tế, liên quan giáo dục, liên quan giám sát, liên quan quản lý, liên quan những cái việc liên quan giúp đỡ người khác là sao thiên lương. Liên quan đến gì? Giám sát về một cái công việc nào đó, tài chính, kế toán, ngân hàng, rồi là thủ kho là sao thiên lương. Giám sát các công trình cũng là sao thiên lương vân vân. Có thêm có song lộc ở cung tài bạch thì tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu cơ. Lá số này đầu cơ thì đầu cơ về tiền bạc thì nên ngắn hạn một chút. Thiên lương mà đi với thai phụ phong cáo, mà đi với thiên khôi cũng rất hợp những ngành nghề liên quan đến giáo dục đào tạo. Đặc biệt có gì? Thiên lương đi với hình, tướng, ấn, binh, rất hợp công chức nhà nước. Thiên lương là cái sao rất thích nghiên cứu học thuật, nghiên cứu triết học, nghiên cứu quân đội, nghiên cứu binh pháp vân vân, nên cũng khá hợp với quân đội, công an, cảnh sát. Có thai phục vượng tướng thì cần đi với hóa lộc thì cẩn thận bị lừa tình lừa tiền. Lương đi với hóa lộc thì có tiền, nhiều khi rất khó xử, nhưng mà cũng may là mệnh thái dương, thế nên là làm việc gì nó khá là rõ ràng rành mạch, nó như là ánh sáng của mặt trời, rõ nét như ban ngày. Thế nên là cái phần khó xử về mặt tiền bạc thì nó sẽ đỡ hơn một chút. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cùng Phúc Đức thân cư. Phúc Đức có thiên cơ, Phúc Đức chủ về đời sống tinh thần, mà thiên cơ nó chủ về đời sống tinh thần. Thế nên là số này sau này đời sống tinh thần rất là mạnh. Thái Dương nó chủ về ý chí, trí tuệ và tinh thần. Phúc Đức có thiên cơ thì chủ về may mắn. Đấy, nhưng mà Phúc Đức có thiên cơ thì hay phải lo âu, hay phải suy nghĩ, hay phải bận bịu. Nói chung là tâm hồn ít khi là nhàn rỗi sao thiên cơ. Phúc Đức mà có thiên cơ thì hay đứng núi này trông núi nọ. Phúc Đức mà có Long Đức thì chủ về may mắn, nhưng mà có Thai Phục Vượng Tướng thì vẫn là cái câu chuyện liên quan đến cẩn thận bị lừa tình lừa tiền. Đó là thân cư Phúc Đức này. Thân cư Phúc Đức có thiên cơ thì nhiều chủ về trong dòng họ nhiều người hiền lành, đạo đức, trí tuệ, mưu cơ, quyền biến, khéo léo, và bản thân lá số này sau này thế. Cơ bản đây là một lá số nói chung là cũng hiền lành, cũng đạo đức, cũng tử tế. Dính đến tiền bạc là nhiều khi nó sẽ hơi khó xử, vậy nên rõ ràng rành mạch ngay từ đầu nó sẽ tốt hơn. Rồi thiên di cung có sinh mộ vượng thì ra ngoài đường đi nước bước hanh thông thuận lợi. Dạ, thiên di có cự môn thì ra ngoài giao tế giao tiếp rộng, kết nối được với mọi người nhiều. Đặc biệt lại thân cư Phúc Đức có sao thiên cơ. Thiên cơ là cái sao tổ chức, mưu trí, lập kế hoạch, kết nối đám đông, kết nối mọi người rất là cao. Đấy, sao thiên cơ bằng cái trí tuệ, bằng cái sự uyên bác. Càng ngày lá số này sẽ càng có những cái kiến thức, kinh nghiệm để người khác phải nể phục. Đó là mệnh dương đi với song lộc hình tướng ấn hội khôi Việt. Thân cư Phúc Đức có thiên cơ, có xương, có khúc. Đấy, viết văn hay, viết báo chí giỏi, làm nhà văn được, làm nhà báo được, làm nhà nghiên cứu được. Đấy, sao thiên cơ viết lách rất hay, đặc biệt là cơ đi với xương khúc. Đấy. Thiên diêu cự môn đi với xương khúc ra ngoài giao tế giao tiếp giỏi, nhưng mà cự môn thì không tránh khỏi thị phi điều tiếng một chút. Có thiên khôi thiên việt thì có quý nhân nâng đỡ trợ giúp, vậy nên lá số này nên lập thân lập nghiệp phương xa, cũng rất hợp với cá tính người Thái Dương, không hợp với những cái công việc liên quan đến nội trợ, quét tước cửa nhà vân vân. Thái âm thì nó sẽ hợp hơn. Thái âm tượng là mặt trăng, ngũ hành là thuộc thủy, tính của nó là gì? Nhẹ nhàng, bình tĩnh, cứ mưa dầm thấm lâu. Còn Thái Dương là gì? Là rực lửa, là nóng bỏng, là nhiệt huyết, là đam mê, là bỏng cháy. Rồi thiên tài chủ về ra ngoài là có tài năng. Đấy, đi với gì? Cự môn đi với xương khúc, tài năng ăn nói, tài năng viết lách, tài năng nghiên cứu, tài năng phân tích. Cự môn ăn nói, phân tích, suy luận, diễn giải cực kỳ là tốt luôn. Cộng thêm với cái tư duy của người Thái Dương quang minh chính đại. Sinh mộ vượng nó chủ về đường đi nước bước là hanh thông thuận lợi, đó là tổ cung thiên di này. Phu thế cung gặp tuần. Đấy, gặp tuần mệnh lại có Thái Dương hãm, nó chủ về ông cha chồng con trai, thế nên là gì? Vài ba mối tình đầu chả đi đến đâu vào đâu. Hơn nữa cái sao Thiên Đồng là cái sao nó hay thay đổi, đứng núi này trông núi nọ, thì đấy cung phu thê có sao Thiên Đồng, nó chủ về cái cá tính của ông chồng nó như vậy, cũng phóng khoáng, cũng bao dung, cũng độ lượng, tính nết hay chập chờn, hay đứng núi này trông núi nọ, và rất nghệ sĩ. Đó là đồng đi với đào hồng nghỉ, đi với xương khúc, đi với khôi Việt. Đồng đi với xương khúc, đào nghỉ, khôi Việt. Nếu chồng làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ, kịch sĩ, biểu diễn, diễn viên thì nó rất hợp cách với cung phu thê này. Thế nên là cũng có một chút sóng gió liên quan đến tình yêu, tình ái vân vân. Đó là thiên đồng đi với đào hồng nghỉ, đi với xương khúc như vậy. Chồng có xương khúc, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đẹp trai, nói hay, biết cách tốt, học hành giỏi giang. Thêm đào hồng nghỉ là gì? Là đào hoa, thu hút người khác giới. Có thanh long mặt mũi đẹp, có thiên trù. Thiên đồng đi với thiên trù thì hay ăn hay nhậu. Thêm xương khúc thì dễ làm thơ làm văn. Mà có khôi có Việt thì cũng là học hành thông minh giỏi giang, thường là con trưởng. Sinh mộ vượng chủ về tính tình phóng khoáng rộng lượng. Có mỗi cái là ông chồng khá là đào hoa. Đấy, thiên đồng vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, phóng khoáng. Đặc biệt khi cộng với xương khúc với đào hồng nghỉ, cỡ bản nó cũng phu thê này cũng ổn, cũng có một chút bấp bênh, cái đấy không tránh khỏi anh chị nhá. Đồng ngũ hành thuộc gì? Thuộc thủy, sinh cho mệnh mộc, thế nên tượng của nó cắt tinh nhiều như thế này, tượng của nó vẫn là tốt. Nhưng mà vì là có đào hồng nghỉ phục binh cộng với tính ông chồng là gì, cũng gọi là đào hoa phong khoáng, nên thế nên là gia đình nó dễ có cái sóng gió. Đấy là cung phu thê. Cung tử tức thì hơi vất vả một chút. Sát nó chủ về muộn con, sát nó chủ về khác con, đặc biệt là con trai. Có cô thần quả tú, nó chủ về có sự mất mát, lại có cả song hao tang hổ, có nhiều chuyện buồn liên quan con cái. Có ân quang thiên quý mà cộng với nhiều sát tinh cô quả tinh như thế này thì được con cái nó sẽ hơi hiếm muộn, sẽ hơi vất vả một chút. Như vậy là có ân quang thiên quý là hiện tượng của Phật của trời mà đóng vào cung tử tức. Với trường hợp này, có những trường hợp thì nó sẽ là con nuôi, nhưng mà trường hợp này là dễ có con cầu tự, tức là phải đi xin. Cộng với thiên mã đi với tang hổ thì sau này khó ở gần nhau. Thế nên là tượng con cái nhiều sự xung khắc. Nó lại còn thêm cả sao tuyệt nữa anh chị ạ. Nó cô thần quả tú song hao tang hổ lại cả tuyệt nữa. Rồi là gì? Hỏa linh địa kiếp kình dương vân vân, quá nhiều sát tinh. cộng thêm với cung tử tức là có tả phù hữu bật, cung phu thê thì có đào nghỉ đi phục binh, nguy cơ con dị bảo khá là cao. Tử tức cung này, tiếp theo nô bộc cung, bạn bè rất là đào hoa, đó là tham lang. Tham lang, cô thần quả tú sau này hỡi bạn tham lang đi video khách thì hay ăn nhậu hay vui chơi bạn bè. Thì thần thì trước có niềm vui nhưng sau có cô quả thì nói chung là bạn thân ai người đấy lo. Có khôi Việt thì cũng có người là quý nhân của mình. Bạn bè cơ bản giàu sang phú quý nhưng việc kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán rất khó, cực kỳ là khó luôn, do cái cung nô bộc này có cô quả là một, có hỏa linh, có không kiếp, có kình đào và có cỏ hóa kỵ là hai, lục đại sát tinh chiếu cung nô, thế nên tượng là thân ai người đấy lo thôi, rất khó kết hợp. Lục đại sát tinh chiếu cung nô và có cô quả, sát tinh nó đóng vào đâu, nó chiếu vào đâu thì khổ ở đấy, thế nên là các cái mối quan hệ, các sự kết hợp góp vốn chung tay làm ăn thì sau này nên cẩn trọng, nên giữ gìn, nói chung dễ mất. Đó là tham đi với hỏa linh, không kiếp, kình đà kỵ vân vân. Phụ mẫu cung phá quân, đầu tiên là có phá quân đi. Phá quân thì phá quân là xung khắc rồi, ở đây ở cung dương là xung khắc cha. Cái thứ hai có địa kiếp, có hỏa tinh, có kình dương, có tuế phá, thiên khốc, thiên hư thì bố mẹ có cái nỗi buồn gì về con cái. Như vậy thêm nữa cung phụ mẫu này có phá quân, cô quả, khốc hư, như vậy là địa kiếp hỏa tinh kình dương, như vậy là cái chuyện tình yêu tình ái, tình duyên bố mẹ cũng nhiều sự gian nan vất vả. Đấy, phụ mẫu cung này, cái tượng cung phụ mẫu này thực sự nó khắc rất nặng. Đấy, khi mà nó khắc nặng mà ngay từ thời bé nếu mà biết thì nên ở xa một trong hai thân, đặc biệt ở đây là cha. Thường thì con gái hợp cha nhưng đối với lá số này con gái lại không hợp cha rồi. Đó là hình ảnh của Thái Dương lạc hãm là một, cái thứ hai cung phụ mẫu cung dương mà có những cái sao nó chủ về hao tán, nó chủ về ly tán, đó là phá quân đi với địa kiếp, đi với hỏa linh, đi với kình, đi với khốc hư, đi với cô quả, chắc chắn là bố mẹ. Bạn này buồn về bố mẹ hoặc bố mẹ có cái nỗi buồn gì đó về bạn này. Đó. Nhưng vì mà có ân quang thiên quý, thế nên là bố mẹ vẫn yêu, vẫn chiều, vẫn thương. Đấy, hoặc là sau này ra ngoài rất dễ có bố mẹ nuôi nhá, rất dễ có bố mẹ nuôi nhưng bố mẹ nào thì bố mẹ vẫn là xung khắc rất nặng. Cái thứ hai, phụ mẫu nó chủ về gì? Xếp cấp trên. Xếp cấp trên mà có phá quân, kiếp, hỏa linh, kình, khốc hư, cô quả như thế này thì nói chung không hợp với xếp và cấp trên. Đấy, không ổn lắm. Rồi tiếp theo là gì? Huynh đệ cung Vũ Khúc Bắc Đầu Tinh. Thường là chị em gái nhiều hơn anh em trai, đặc biệt khi có sao Hoa Cái. Thêm nữa có địa không Đà La Hóa Kỵ thì nói chung là kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán là thực sự nó không hợp. Đặc biệt liên quan tiền tài, dễ gây ra mâu thuẫn, tranh chấp, thị phi vân vân. Vũ Khúc Đà La Hóa Kỵ đi với địa không. Có địa không có Đà La Hóa Kỵ thường có sự mất mát liên quan đến anh chị em. Có sự mất mát liên quan đến anh chị em sau này rất khó ở gần. Mà ở gần là nhiều sự xung khắc, địa không Đà La Hóa Kỵ và linh tinh, Vũ Khúc Miếu, Ngũ Hành thuộc kim khắc mệnh mộc, rất bất ổn cho lá số này. Rồi huynh đệ cung này, tật ách cung đi. Lá số này có cung nô bộc là một, cung tật ách hai, những khá là nhiều cái phức tạp. Một là liêm trinh mà đi với không kiếp, đi với hỏa tinh, những bệnh liên quan đến hệ thần kinh, căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, tim mạch, huyết áp, đặc biệt khi mệnh có sao Thái Dương. Có hóa kỵ đi với Đà La, cung tật ách thì nó chủ về gì? Mắt mũi nó sẽ hơi kém một chút. Tiếp theo có kình dương, có Đà La. Đấy, không kiếp kình đà, không kiếp kình đà, hỏa kỵ lục, năm đại sát tinh diệu cung tật ách. Như vậy là lá số này thời bé ăn uống các thứ, sau này lớn lên chế độ ăn uống, chế độ tập luyện là nó phải giữ gìn chứ không rất mệt mỏi. Được cái là có ân quang thiên quý, Phật độ trời che. Tiếp theo có thiên phúc và thiên giải, những cái sao giải rất là may. Tả hữu và khoa quyền, những sao giải khá là tốt nhưng mà với cung tật ách này không chủ quan được. Thiên tướng đi với không kiếp Đà La thì mặt mũi là dễ có tì vết. Đấy, mặt mũi dễ có tì vết. Liêm trinh mà đi với gì? Địa không, địa kiếp, hỏa tinh thì liên quan đến căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, tim mạch, huyết áp vân vân, mất ngủ. Đó là cung tật ách này. Thiên tướng nó chủ về cái đầu, cái mặt. Liêm trinh thì nó ngũ hành của nó thuộc hỏa vân vân. Nói chung là cung tật ách cũng phức tạp, cung nô bộc phức tạp. Cũng may mà còn cung mệnh có bác sĩ, có song lộc và có nhiều cát tinh như khôi Việt chiếu về còn đỡ. Thân cư phúc đức có thiên cơ sáng, được cái mệnh phúc thân sáng, chứ không cung tật ách này khá đáng lo ngại vào tuổi 54. Đại vận 54 và cung tật ách quá nhiều sát tinh thì cũng nên cẩn trọng một chút. Có 6 đại sát tinh thì 5 con chiếu vào, cộng thêm với cả kỵ tinh nữa, khá là mệt mỏi. Điền trạch cung này, thứ nhất có triệt với song hao. Triệt song hao, nhà cửa đất đai phải mua đi bán lại một vài lần nó mới ổn định được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhà có hóa khoa, hóa quyền, sau này nhà nhiều bằng cấp. Nhà nhiều bằng cấp nhé. Cái thứ ba là có tả phù, có ân quang thiên quý, dễ có của thừa kế kế tự của ông bà bố mẹ để lại. Tử phủ thì nhà to, tử phủ nhà cao cửa rộng, tử phủ nhà thường gần nơi chốn phồn hoa đô hội. Nhưng có triệt là một, có song hao là hai, thì tuổi trẻ nó sẽ hơi lận đận một chút liên quan đến nhà cửa đất đai. Đặc biệt vào cái vận 34 đến 43, nhà cửa đất đai là dễ có nhiều biến động, dễ có nhiều thay đổi. Vận gặp thiên mã đối diện cung điền trạch. Còn lá số này làm về điền trạch cũng được, tuy rằng có triệt nhưng mà triệt rồi nó sẽ mở. Thêm nữa là có gì, có tả phù, tử vi đi với tả phù là vua của quân quyền, mà có tả phù thường là số lượng nhà nó từ 2 trở lên. Có hóa quyền thì hoàn toàn kinh doanh làm chủ về các khoản đất đai được, mình có tiếng nói, có thế lực, có quyền hành trong nhà. Có hoa khoa thì nhà thường nhiều bằng cấp gần những cái nơi giáo dục, cơ sở đào tạo vân vân. Có quang, có quý thì dễ có của thứ tự. Nhưng mà có địa không, có đà la, có hóa kỵ ở cung huynh đệ chiếu, cung điền trạch thì dễ phát sinh các cái mâu thuẫn tranh chấp thị phi liên quan đến tiền bạc, liên quan đất đai, những cái tài sản có giá trị. Vậy nên đối với lá số này, các cái vấn đề liên quan nhà đất nên tài sản có giá trị thì nên rõ ràng một chút. Tại vì lá số này xung khắc cha là một, xung khắc anh chị em là hai. Tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận của lá số này đi. Đại vận đầu tiên, Thái Dương lạc hãm ở cung âm. Tiếp theo nữa là sinh vào giờ ban đêm. Đại vận đầu tiên chủ yếu liên quan đến khắc cha. Cái thứ hai là chuyện học hành, khi mà Thái Dương lạc hãm thì nó không được tốt cho lắm. Cái thứ ba là sức khỏe nó hơi kém. Nhưng mà được cái là có gì? Có y, có diêu, có bác sĩ, có khôi, có việt, có song lộc. Thế nên là về mặt sức khỏe không đáng lo ngại. Tuy nhiên cái tượng xung khắc cha là một, học hành nó không như ý là hai là xảy ra. Đó là Thái Dương lạc hãm sinh vào giờ ban đêm ở cung âm. Đấy, Thái Dương lạc hãm kiểu như là mặt trời ở dưới nước, thế nên cứ từ từ phát triển, không nên vội vàng. Đại vận thứ hai 14 đến 23, nhiều sự tiếc nuối, nhiều sự trái ngang, nhiều sự bất ngờ, nhiều cái sự nó không được như ý. Đó là đại vận Vũ Khúc gặp đà la hóa kỵ. Đấy, các cái công việc, các cái chuyện học hành nó hay bị cản trở, nó hay bế tắc, nó hay gặp sai lầm, nó hay gặp sai sót. Và nếu có anh chị em lớn tuổi hơn mình thì các cái chuyện liên quan đến kinh doanh buôn bán làm giàu của anh chị em nhiều cái thị phi, nhiều cái mất mát. Vũ Khúc, địa không, đà la, hóa kỵ vân vân. Đại vận 24 đến 33 thì tốt hơn rồi. Đấy, tốt hơn rồi, đó là đại vận Thiên Đồng. Thiên Đồng thì được hưởng thụ. Đại vận có xương khúc, có đào hồng hỉ, có sinh mộ vượng, có khôi việt thì lợi cả danh, lợi cả tài, nhưng mà lợi về danh hơn lợi tài. Nói chung là đại vận 24 đến 33 là may mắn. Thiên Đồng là phúc tinh. Thiên Đồng phúc tinh, Thiên Đồng là vị quan cai quản cái đường ăn uống, vui chơi giải trí của nhà vua. Thế nên vận này là vận gì? Công danh, tài lộc các thứ là ổn. Thế nên được ăn chơi, được giải trí, được đi du lịch, được khám phá nay đây mai đó. Đó, Thiên Đồng đi với đào hùng về làm đẹp cũng rất là đắc khách anh chị nhé. Tiếp theo cái vận 34 đến 43, nhiều nỗi lo lắng, nhiều sự buồn phiền liên quan con cái. Sát đi với cô quả song hao tang hổ, địa kiếp hỏa tinh, linh tinh, địa kiếp kình dương vân vân. Cái tiếp theo vận này bất lợi mặt công danh, hao tâm tổn trí, hao tổn sức khỏe nhiều. Đó là thiên mã ngũ hành thuộc thủy, ngũ hành thuộc kim khắc mệnh mộc. Thất sát miếu điện như lại gặp tuần, ngũ hành của nó thuộc kim khắc mệnh mộc. Vận này tình duyên gia đạo rất rất lục đục. 34 đến 43 bất lợi với công danh tài lộc, tình duyên gia đạo, nhiều nỗi lo lắng, nhiều cái sự buồn phiền liên quan con cái. Đó là sát cô quả song hao tang hổ vân vân. Thiên mã vất vả ngược xuôi, vận sát phá tham. Vận 44 đến 53 cát lành, may mắn, hanh thông, thuận lợi hơn về mặt công danh, về mặt tài lộc, nhưng làm gì thì làm, đầu tư gì thì đầu tư nên an toàn, tránh trắng tay, tránh trắng tay. Vận này âm dương lương này có song lộc này, có song lộc này, có thai phụ phong cáo này, có tướng quân này, quốc ấn rất lợi về mặt công danh, thăng quan tiến chức. Có song lộc lợi về tiền tài, nhưng mà cẩn thận có thiên không, có phục binh, cẩn thận dễ bị trắng tay. Tiếp theo cái vận 54 sau vận 63. Vận này thì tốt nhất là lo lắng về mặt sức khỏe thôi. Chính ra cái vận này cũng là vận rất lợi về mặt công danh, liêm trinh, thiên tướng, miếu vượng gặp thiên quý, ân điển sắc phong. Nhưng lại có cả tả phú, bật hóa khoa, hóa quyền, đó là phần cát, nhưng mà có không, có kiếp, có kình, có đà, có hỏa, có kỵ thì thực sự rất bất lợi. Thế nên vận này là tranh quyền đoạt lợi, đấu đá các thứ thì thực sự nó không ổn. Đấy, vận này vào cung tật ách, nếu còn tranh đấu thì rất hại hệ thần kinh, đầu mặt mũi chân tay, tinh thần, sự suy nghĩ. Vậy nên vận này tốt nhất là nên làm những cái công việc an toàn hoặc nghỉ hưu sớm. Đấy, tu thân dưỡng tính, hướng về Phật, về trời, hướng về tinh thần, hướng về tinh thần. Đó là ân quang thiên quý. Còn vận này mà còn đấu đá thì mệt mỏi lắm. Tướng thì không, kiếp kình nào hóa kỵ, một vận rất là xấu. Sang vận 64 thì lại ổn hơn. Cự môn sinh mộ vượng văn khúc đi với thiên việt, Văn Khúc vì Thiên Việt đối diện có Lộc Tồn, vận 64 thì ổn hơn, nhưng mà vẫn vững vào thịnh phi một chút. Còn vận 74 lại là một cái vận xấu, tham linh cô quả đi với lục đại sát tinh. Tham linh cô quả đi với lục đại sát tinh, 74 thì chắc là nghỉ hưu rồi đúng không ạ? Nhưng vận 74 cũng là vận xấu. Vận sát phá tham gặp thiên mã, thiên mã ngũ hành lục kim và các mệnh mộc, tham đi với lục đại sát tinh thì vất vả ngược xuôi mà cuối cùng dễ trắng tay. Rồi tiếp theo năm 2023 của bạn này, năm 2023 năm Quý Mão, 22 tuổi. 22 tuổi tham lang gặp hóa kỵ ở cung nô, như vậy là có chút thị phi, có chút mâu thuẫn, có chút hiểu lầm liên quan đến bạn bè, liên quan đến chuyện tình yêu tình ái. Cung nô lục hợp với cung phu thê, mà tham lang cũng là cái sao đào hoa, thế nên các cái vấn đề liên quan đến ăn chơi liên quan giải trí là dễ phát sinh mâu thuẫn, thị phi, hiểu lầm, lại còn hao tài tốn của nữa. Đấy, vẫn thứ nhất. Cái thứ hai có lưu tuế, lưu khốc, lưu hư động của cung quan lộc thì dễ có cái sự thay đổi công việc. Đấy, hạn gặp thái âm là như vậy, thay đổi công việc, thay đổi môi trường sống. Tiếp theo lưu lộc tồn vào cung phụ mẫu, nói chung bố mẹ, cái vận trình của bố mẹ trong năm nay bất lợi mặt tiền bạc. Lưu kình dương của cung Phúc Đức, lưu bạch hổ tang môn, lưu đà la của cung mệnh, như vậy là năm nay là gì, ý chí tinh thần các thứ là nó hay bị cản trở, nó hay bị bế tắc, nó không rút ra được. Năm nay là có lưu bạch hổ tang môn đi lưu đà la chiếu vào cung gì, cung mệnh, thì nói chung là dễ phát sinh cái chuyện buồn, chuyện không như ý xảy ra. Bạch hổ tang môn là buồn phiền, là nước mắt, vân vân. Tiếp theo tiểu hạn năm mão vào cung tài bạch, năm nay nếu mà ra trường thì lại kiếm được tiền, kiếm được nhiều. Đó là song lộc tướng ấn, công việc các thứ, vị trí các thứ là rõ nét là có. Thai phục vượng tướng đi hóa lộc thì cẩn thận bị lừa tình lừa tiền nhé, cẩn thận. Đấy, cái thứ nhất này. Nói chung năm nay nhiều sự may mắn, nhưng mà riêng tiền bạc và tình ái hãy cẩn thận, đừng cảm tính. Tiếp theo lưu niên 22 tuổi vào cung gì, vào cung mệnh, có thái dương, có lộc tồn, có song lộc, có khôi việt. Nói chung năm nay lợi cả danh, lợi cả tài, nhưng mà vì là có thai phục vượng tướng thế nên cẩn thận, dễ bị lừa. Tiếp theo tinh thần, ý chí, nghị lực năm nay hơi bế tắc. Năm nay nếu nói về cái vận trình của bố mẹ thì về cơ bản là cũng tạm ổn đối với lá số này, do tiểu hạn năm mão cũng như lưu niên 26 tuổi vào thái dương, có song lộc, có khôi việt, nhưng mà vì cung phụ mẫu nó hơi bất lợi, thế nên là nếu mà xem lá số này để mà nhìn ra hình ảnh người cha thực sự rất khó. Cung phụ mẫu thì quá nhiều sát tinh, còn tượng của cung mệnh, tượng của hình ảnh thái dương của ông cha chồng và con trai năm nay thì lại ổn. Đó, thì về cơ bản là thôi xem ai biết người đấy anh chị nhé. Còn đối với lá số năm nay là công danh tài lộc khá là ổn, riêng chuyện tiền bạc và tình ái thì cẩn thận không bị lừa thôi. Rồi tiếp theo lưu ý đến bạn các cái tháng cát hung trong năm 2023. Đây, tháng 1 xung khắc thị phi bất ổn, rất nhiều sự bất ổn. Tháng 2 tốt hơn về công danh và tài lộc. Tháng 3 lại bắt đầu nhiều sự bất ổn xung khắc với sếp, với bố mẹ, với cấp trên, nhiều chuyện buồn, nhiều nước mắt xảy ra. Đó là khốc hư cô quả tang môn, địa kiếp hỏa tinh phá quân, hao tài tốn của. Tháng 4 thì lại bình ổn hơn, trí tuệ hơn, kiến thức hơn. Đấy, tháng 4, ở đây là tháng 4 âm lịch. Tháng 5 thì nó chủ về hao tài tốn của, thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi nơi công việc. Tháng 5 thì không xấu. Tháng 6 thì bắt đầu có niềm vui liên quan tình yêu tình ái và liên quan tiền bạc, âm đi với đào nghỉ đi với song lộc, Tháng 7 thì cẩn thận nhé, tháng 7 hãy cẩn thận liên quan đến tiền bạc và tình ái. Tham đi với cô quả đi với hỏa linh không kiếp, hỏa linh không kiếp kình đà kỵ, vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Tháng 8 một chút thị phi nhẹ nhưng cũng rất lợi về công việc và lợi về du lịch phát triển bên ngoài. Tháng 9 thì bất lợi về công việc rồi, mệt mỏi trong công việc, áp lực căng thẳng trong công việc. Tháng 10 lại tốt về công việc, tốt về tài lộc. Tháng 11 thì xấu, cô đơn, cô quả, hao tài tốn của, ưu tư, buồn phiền, lo lắng, đi lại ngược xuôi, mệt mỏi. Tháng 12 thì cũng tốt, tháng 12 tháng ăn chơi, hưởng thụ, xả stress. Đó là 12 tháng của lá số này trong năm 2023. Năm sau 2024, năm 23 tuổi, hạn đến cung huynh đệ, vũ khúc, địa không, đà la, hóa kỵ, tranh chấp, thị phi, hiểu lầm, hao tài tốn của. Năm sau nếu có đầu tư hãy cẩn thận, dễ gặp sai lầm. Rồi, xin chào anh chị ạ.